Xin chào anh em nha. Hôm nay mình còn được mấy cái bình xăng quay 100 nha anh em. Lâu lắm rồi mình cũng không có đăng lên bán nha anh em. Còn được mấy cái bình xăng quay 100 nè. Thì mấy cái bình này là toàn bộ bình zin hết nha anh em. Toàn bộ là bình zin 100% hết nha. Bên mình chỉ tháo ra vệ sinh rồi thay gon thôi nha. Còn như là toàn bộ là zin hết nha. Kim đót zin luôn. Đó, bình quay 100. Thì cái bình quay 100 này mình bán cho anh em cái giá là 400.000 bao ship nha. Thì cái bình này là mình có bảo hành cho anh em là trong vòng 30 ngày nha. Bảo hành cho anh em trong vòng 30 ngày. Đó, bình xăng con quay 100, bình nào cũng đẹp hết nha anh em. Đó. Nói chung là bình là mình vệ sinh sạch sẽ hết rồi nha. Thì mình bán cho anh em cái giá 400.000. Bên mình vẫn có bán bình mới zin nữa nha anh em. Bình mới zin là bên mình bán đề cao là mình bán cho anh em cái giá là 1.250.000. Đó. Giờ mới có, cũ có luôn nha anh em. Thì anh em nào mà kỹ tính á, hoặc là muốn đồ đẹp á, thì mua bình mới nha. Còn anh em nào muốn xài tầm trung bình thường á, thì nó mình bán mình thì mình mua bình cũ nha. Còn anh em nào kỹ tính mà muốn đẹp thì mua bình mới giùm nha. Tại vì bình cũ thì nó phải nhầm khi nó không được theo ý muốn của anh em thì nó hơi khó. Đó. Bình là 400.000 nha anh em. Bảo hành cho anh em 1 tháng, bao cho anh em là lên ga ngọt nè, không chảy xăng dư nè. Đó, garanti đầy đủ. Là bao im cho anh em luôn. Bình nào mình cũng có test lên xe test hết nha anh em. Bình nào mình cũng có gắn lên xe test hết. Im rồi mình mới gửi cho anh em nha. Bao đẹp luôn. Đó. Nói chung bình nào là cũng sạch cũng đẹp hết. Bao cho anh em là zin toàn bộ. Trước khi gửi cho anh em là mình sẽ gắn lên xe mình test hết nha. Đây. Đó. Trước khi gửi cho anh em là mình gắn lên mình test nè. Mình chỉnh garanti đầy đủ nè. Gió bọng là mình canh đầy đủ nha. Đó. Về có lớn có nhỏ thì anh em canh garanti lại thôi. Đó, chỉnh garanti đây nè. Đó, nhỏ gọn. Đó, anh em về là chỉ việc giáp lên xài thôi nha. Canh ti là mình chỉnh thì ok nè. Đó, canh ti rất liền nha anh em. Canh ti rất liền. Quá im luôn. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào cần bình nào theo lo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại có để trên phần video clip đó nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.